Xem tuổi làm nhà năm 2021 cho người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 được lộc trời cho giàu sang phú quý trọn đời. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy may mắn. Cảm ơn quý anh chị đã ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Các bạn thân mến, việc chọn tuổi làm nhà, chọn tuổi động thổ, chọn đất hợp với tuổi để xây nhà là một việc vô cùng quan trọng. Dựa theo quy luật vận động của vũ trụ mà mỗi năm các thiên tinh bay đến từng phương vị khác nhau. Vì vậy, trường khí, các thiên tinh gây nên ảnh hưởng trực tiếp đến vận đất, vận người từng năm, từng tháng, từng ngày và từng giờ cũng khác nhau. Nắm được quy luật vận động của các thiên tinh và được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng với các thầy phong thủy nổi tiếng nhất Việt Nam trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, thể theo nguyện vọng của quý vị khán giả. Muốn biết năm 2021 xây nhà hướng nào tốt, chọn tuổi nào động thổ thì cát, xây nhà nào vào năm tháng ngày giờ nào và rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc xây nhà năm 2021. Phong thủy may mắn đã liên hệ với các thầy phong thủy lão làng trong ngành về việc xây nhà năm 2021, được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Hôm nay, Phong thủy may mắn tiếp tục ra mắt video hướng dẫn chọn hướng nhà, chọn tuổi làm nhà năm 2021. Mời các bạn theo dõi. Việc đầu tiên trước khi làm nhà, động thổ, cải tạo, cây xây cất, sửa sang nhà cửa thì gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 phải xem mình có phạm tuổi đại kỵ không, đó là tam tai, hoang ốc, kim lâu. Bởi vì phạm vào ba đại kỵ trên, nếu gia chủ mà làm nhà thì sẽ bị hạn tam tai. Gia chủ đang phân vân tuổi 1989 xây nhà năm nào và chọn đúng năm trùng với tuổi hạn tam tai thì gia đình sẽ gặp nhiều điều xấu và không may mắn. Vận xui xẻo sẽ đeo bám tất cả mọi người, dễ gặp các biến cố hay là các tai họa không thể lường trước được. Còn xét về hạn kim lâu, nếu gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm kim lâu, sẽ quanh năm ốm đau bệnh tật, sức khỏe suy yếu, sinh khí giảm sút, ngay cả người thân trong nhà cũng bị lây. Còn xét đến hạn hoang ốc, nếu gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 mà làm nhà xây cất nhà cửa vào năm hoang ốc thì ngôi nhà sẽ không được tốt, lạnh lẽo hoang vắng, giảm sinh khí, dễ bị ma quỷ sống cùng trong nhà. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 năm 2021 bị phạm cả kim lâu, hoang ốc và tam tai. Vì vậy, năm nay tuổi Kỷ Tỵ không nên động thổ xây mới. Quý anh chị cần phải liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn về việc chọn tuổi động thổ, thiết kế bố cục phong thủy nhà ở để được tài lộc và may mắn suốt đời. Tiếp theo thì ta sẽ đến vận đất. Theo lưu niên mỗi năm, các thiên tinh đáo đến khác nhau gây nên những ảnh hưởng trực tiếp tới từng hướng nhà và từng tuổi. Xem xét cụ thể như sau. Đối với nam mệnh tuổi 1989 Kỷ Tỵ, mệnh khôn thổ, có bốn hướng tốt, đó là Tây Nam phục vị, Tây thiên y, Tây Bắc diên niên, Đông Bắc sinh khí. Còn bốn hướng xấu đó là Đông hòa hại, Bắc tuyệt mệnh, Nam lục sát và Đông Nam là ngũ quỷ. Hướng đầu tiên chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Tây Nam, gồm ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm Tân Sửu, Thái Tuế, Tại Sửu. Những nhà tọa Sửu hướng mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng thân, tọa Sửu hướng mùi phạm mộ long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành thì quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Kỷ Tỵ xây nhà vào hướng Tây Nam thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc, hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc. Đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với nhà hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn hướng Tây thì gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ, năm Tân Sửu. Những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm mộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt, vậy nên nếu chuẩn bị kinh tế tốt thì xây được trong năm nay thì nên xây. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng thiên y, thuộc sao Cự môn thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn.
Hướng tiếp theo đó là hướng Tây Bắc gồm Ba Sơn, Tuất, Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Tân Sửu 2021 Phạm Mậu kỷ đô thiên sát. Ngoài ra, những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn Phạm và Mộ Long biến vận sát nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thật sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Tuổi Kỷ Tý xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp hướng được duyên niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tương quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía duyên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp chấn trạch vượng lọc phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Còn xét đến hướng Đông Bắc gồm có Ba Sơn, Sửu, Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 nam mạng ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc Mộc, hướng Đông tự quái là Chấn, chủ về nhân ái tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Nếu học công vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy nổi tiếng làm sẽ được uy tín và cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Còn xét đến hướng Đông thì gồm có Ba Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ, năm 2021 phạm Tam Sát. Tam Sát là một trong những sát tinh lớn của năm, nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này, cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Còn với người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 mà ở nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hòa hại là sao Lộc Tổn thuộc Thổ, hướng Tây Nam tự quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên sống vô cùng. Cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp chấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Hướng tiếp theo chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Bắc gồm Ba Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 độ đến 22,5 độ. Năm 2021, sao Nhị Hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Kỷ Tỵ xây nhà hướng Bắc thuộc Đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào Tuyệt mệnh, mà Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim tự quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy Kỷ Tỵ khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp chấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp chấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Còn xét đến hướng Nam thì gồm có Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến. Nhất Bạch tài tinh là sao tốt nên việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố. Những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh vào năm 2021 phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế
kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tòa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Tuổi Kỷ Tỵ nam mạng xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tương quái lạc hạn, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách cục phong thủy, hoặc là tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Tỵ đang ở nhà hướng nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Còn sát đến hướng đông nam gồm ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa tuất hướng Thìn bị phạm vào Mậu Long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng đông nam vào năm 2021 không nên xây mới hay là sửa chữa. Đối với nam mạng Kỷ Tỵ 1989 xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tổng quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Kỷ Tỵ đang ở nhà hướng đông nam cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Với tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng mệnh Tốn Mộc có 4 hướng tốt, đó là đông nam phục vị, nam thiên y, đông diên niên, bắc sinh khí. Còn 4 hướng xấu đó là bắc họa hại, đông bắc tuyệt mệnh, tây lục sát và tây nam là ngũ quỷ. Đầu tiên chúng ta cùng xét đến hướng đông nam gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Tân Sửu phạm vào ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa, nhà tọa tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long biến vận sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng đông nam năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Tuổi Kỷ Tỵ nữ mạng xây nhà và ở hướng đông nam thuộc đông tứ mệnh hợp hướng, được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc, hướng đông nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Còn xét đến hướng nam thì gồm có ba sơn Bính, Ngọ, Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm 2021 sao Nhất Bạch Đáo đến Nhất Bạch Tạch Tinh là sao tốt, nên việc xây mới rất tốt nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác. Những nhà tọa hướng nam, tọa Tý hướng Ngọ và tạo Quý hướng Đinh vào năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo hồng phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà phạm Mộ Long biến vận khi xây mới vào năm Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 rất tốt. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh, hợp được hướng Thiên Y, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng đông bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại Thiên Y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Ngoài ra thì cần phải sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn.
Hướng tiếp theo đó là hướng đông gồm 3 Sơn, Giáp, Mão, Ất 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm vào tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn nhất của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp năm 2021 bị phạm vào Mộ Long biến vận sát. Để hóa giải những sát tinh này thì cần liên hệ ngay với thầy phong thủy uy tín nhất của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng đông. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim, hướng tây bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Trong trường hợp ngoại cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng Bắc gồm 3 Sơn, Nhâm, Tý, Quý 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao Nhị Hắc bệnh phủ đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng ở hướng này thuộc đông tứ mệnh hợp hướng được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc, hướng đông tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho cát tường và thuận lợi. Còn nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút nên đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loạn đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo chúng ta cũng cần phải lưu tâm đó là hướng Tây Bắc gồm 3 Sơn, Tuất, Càn, Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Tân Sửu, Phạm, Mậu, Kỷ, Đô, Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn, Phạm, Mậu, Long biến vận sát nên những nhà hướng Tây Bắc năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Người tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng mà ở nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh không hợp hướng bị phạm họa hại là sao Lộc Tổn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải hợp lý như nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Còn sát về hướng Đông Bắc thì gồm 3 Sơn Sửu Cấn Dần 22,5 đến 67,5 độ, năm Tân Sửu bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể là bạn tuổi gì. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng xây nhà hướng Đông Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào Tuyệt mệnh, mà Tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim tượng quái là Đoài, chủ về xung đột, nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh tật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Kỷ Tỵ khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng Bắc rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng. Còn xét đến hướng Tây thì gồm có 3 Sơn, Canh, Dậu, Tân 247,5 đến 292,5 độ. Năm Tân Sửu những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm Mộ Long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa bất kể là bạn tuổi gì. Những nhà tọa Mão hướng Dậu, tọa Ất hướng Tân xây mới rất tốt nên chuẩn bị kinh tế tốt thì nên xây vào trong năm nay. Tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng xây nhà hướng này và vào lục sát thuộc Tây tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm,
chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này rồi, thì phải chọn cách hóa giải như sau. Sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Còn trong trường hợp mà gia chủ tuổi Kỷ Tỵ đang ở nhà hướng Tây rồi thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Xét đến hướng Tây Nam gồm có 3 sơn Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm Tân Sửu, Thái Tuế, Tại Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi và Mộ Long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được cát lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Đối với nữ mạng Kỷ Tỵ 1989 xây nhà hướng này thuộc Tây Tứ Mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy. Hơn nữa, vào năm 2020, nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà, nếu làm được từ đầu như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Còn trong trường hợp tuổi Kỷ Tỵ đang ở nhà hướng Tây Nam cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 nữ mạng. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2021 Tân Sửu hầu hết các hướng đều phạm vào Mộ Long biến vận. Mộ Long biến vận sát là sát khí của Hồng Phạm ngũ hành khi nạp âm của Thái Tuế khác với nạp âm của Mộ Vận Long tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm cho thấy khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí gia đình, quan vận sự nghiệp thì trắc trở ly hương. Năm 2021, Tân Sửu nạp âm Thái Tuế là thổ khắc Mộ Vận Thủy, Nhâm Thìn, nạp âm Thủy. Các sơn Giáp, Dần, Thìn, Tốn, Tuất, Khảm, Tân, Thân, Sửu, Quý, Khôn, Canh, Mùi năm 2021 không nên khai sơn lập hướng, sẽ phạm phải ngũ hoàng đại sát, là sát khí của Trung Cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát với vận đại hung, không thể xâm phạm, không khai sơn lập hướng hay là tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ôm tật, thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn hại quan vận, sự nghiệp thì trắc trở. Năm Tân Sửu ngũ hoàng đại sát nên phương Đông Nam tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Còn về Thái Tuế sát là đối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thì thị phi, quan tai, tật ách, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí Sửu chi là bản, nên không xây mới hay tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc, bất kể là bạn tuổi gì. Còn phạm vào tam sát thì gồm có kiếp sát, tai sát, tuế sát. Năm Tân Sửu năm 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông và Đông Nam với ba sơn Dần, Mão, Thìn, chủ tài họa, là sát khí của năm, cần phải kiêng kỵ xây nhà mới phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm tam sát sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát một lúc, tác hại vô cùng lớn. Năm Tân Sửu, những nhà có sơn Dần, Mão, Thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo phương này, tránh đến tai họa. Còn về Mậu Kỷ Đô Thiên, Mậu Kỷ Đô Thiên sát là từ Trung Cung khí sát của thiên can Mậu Kỷ thì hàng năm có năm không bay về phương Mậu Kỷ Tỵ Mệnh. Mậu Đô Thiên sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ Đô Thiên tai họa là lớn nhất. Vào năm 2021 Tân Sửu, Mậu Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn Tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất, Hợi, tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa, các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà thì được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma, chiêu phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà.
giúp những người ở trong nhà được bình an, may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt, cũng như là tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để tăng cát khí trong ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ ở nhà không hợp hướng bị phạm vào họa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh, ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bắt quái tinh cầu và 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải. Trên đây Phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán xây nhà mới và sửa chữa các hướng nhà năm 2021 cũng như là việc hóa giải khi ở trong nhà không hợp hướng. Tổng hợp lại năm 2021 thì có hai hướng cấm kỵ xây mới hay là sửa chữa, đó là Đông Bắc, Đông Nam. Hướng Bắc thì xây đại cát, các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt xây mới hay là sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm chọn năm tháng ngày giờ tốt để động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không thì chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể, anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ và tư vấn về bố trí bố cục, nội thất hợp với phong thủy để hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ Phong thủy May mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp cho chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống.